khu vực này. À đây, cái bao đồng trước bác cắt đi đây rồi. Cắt đi. Cắt đi thay chậu. Để sang chỗ trường kia. Xem bà chị mua cây thế nào. Hả? Sao? À, xì á? Từ từ, đi đến lượt. Đâu đâu cây? Đây. À vâng, cây này là cây cây nhà lá vườn. Nào anh. Kỷ niệm người đẹp đấy, vâng, nhưng mà chặt à đây, cây này có bệ chứ? Cây này nó dáng nó dẻo hơn, dẻo hơn cái vừa nãy chị có cầm cây này ra đâu nhỉ? Cả hai cây đi, hai tay. Đấy, anh nắn cho tí cho nó đẹp. Thế thì một cây anh sẽ cố gắng nắn cho em cho nó đẹp. Đấy. Một cây bán, một cây kỷ niệm. cũng không khó lắm. Đối với anh dễ, anh mềm lòng lắm. Cái hồi sang bên kia là nó làm đẹp lắm cơ tuyển. Nó làm cái nó trình bày núc nhiều thế. Bên bổn á? Trình bày đẹp lắm. Bên bổn sao anh? Núc nhiều đấy. Trình bày hay lắm. Dạ. Thế anh ý anh thì làm nào được? Rồi núc gì? Rồi. Ý anh là cắt giật đúng không? Được nên năm mẹ chơi rồi rồi. Ý anh là cắt giật đúng không? Đấy, anh cứ làm tí hon cho chị. Đây là chơi cây trong túi áo ngực. Cái túi là hết. Chơi quả này là đẳng cấp cao ấy. Ăn nói bất tịch sự. Đặt bà nó đi đâu không sao em. Cây vừa chưa nhỉ. Nay mang cái này đi anh. Cái này của anh à? Cái nhà này của anh à? Thái Trương. Cái này của anh à? Bao nhiêu cái này đấy? Kỳ công anh ạ. Bỏ cây ra thì bao nhiêu? Bỏ cây ra thì bao nhiêu? Chắc bà có bán chịu không? Có. Cái này có một người có về không nhỉ? Một người hơi cố. Vừa, lại. Làm nhà kiểu đời mới rồi nhỉ. Yeah. Được. Đẹp không? Được. Nó cũng như cái mà lần đi tùng. Dạ. Lần đi tùng làm nó đỏ lè rồi. Vâng. Giống như bác làm theo đời mới nó cũng hay. Cái này làm là nó để đợt tái của cái này nước nước là không thấm luôn. Còn cái mini à? Không, cái này nó có làm cái cầu đây thì đẹp. Làm cái cầu vào nhà thì đẹp. Đây là đi thẳng vào cầu. Cổng luôn mà. Chị đang định lấy cái này. Thẹp chịu về để trên mái chơi cho vui. Nó làm lẽ đẹp à? Nhưng ý là làm theo đời mới là mình cũng còn đang lưỡng lự. Cái chỗ này nó làm cái cầu thì được. Đây nó có nước mà. Cầu cong lên. Không cầu thì cống được. Đấy lại quá mẹ mấy phút rồi. Được. Anh cứ ngó nghiêng nhá, em làm nhiệm vụ tí. Cái này thì bao nhiêu đây Trương? Vừa thấy vật này. Cái này thì bao nhiêu? Cái đấy là 1,2 triệu. Triệu à. Xinh. Đây, đằng sau nhà đây. Thế là em thích cái gạch đỏ xưa cắt ra làm. Đây là sơn. Vâng, đây là ấy. Thế. Sơn xi măng xong rồi vẽ mạch, vẽ mạch sơn. Tất nhiên nó cũng có cái. Nhưng mà cũng tỉ mỉ. Bằng xi măng. Thì một thời gian nữa nó rêu thì nhìn nó hay.
đấy, có cả nhà Nga người. Ok, P2. Ok, này thì cái cũ. Ui, quả. Cho lấy cái nước nhỏ nhỏ chị ạ. Vâng. Đây gì ạ? À, đây. Vẫn nhớ cái dây. Vâng. Chị về luôn à? Vâng. Để cái này trên sân mà vứt cậu ạ. Vâng. Cái này có... Mà còn vứt vì ra ngoài nhé, đúng nhiên vứt to. Bằng cái cây đại thụ để vào vậy. Không biết để đâu được, đây bằng này mà không để đâu được cái này. Cái sân đường này mà vứt to. Nhìn xin. Đấy, có cả bể nước này. Tiểu cảnh đẹp ạ. Làm rất là kỳ công. Đấy, nó là cái cầu nhỏ nhỏ đấy thì để đấy được. Cầu nhỏ đi tí nữa thôi. Không, nó là cái cầu nó vòm lên tí. À, vòm này. Rồi. Cái cục này là từ lâu rồi còn lại rồi. Con này cũng có cái gì giống, cái à, cái này. Quay này này. Bữa trước anh có mấy rồi. Cái bán rồi, còn cái này vứt lại nên là bữa nay cho vào đây cho đẹp. Ừ, để đây. Okay. Chị cứ đi chơi đi. Đấy. Tí anh chở từ nhà đó chị. Đánh cho tôi, trời. Vừa ăn điếu rồi. Được. Cho gửi cái này đây tí nhá. Nặng nhỉ, cái này nặng cái này. Cái này nặng. Chắc tay đấy. À vẫn được. Làm khoảng được 40-45 cân. À vẫn được. Một người bê được. Vẫn bê được, như bê gái mà. Bê này thì bao tiền. Cho một tí nước mà nó đỏ đi đi nhà nó sóng trong nó bẩn bẩn sạch. Dạ. Thế anh đâu rồi? Hỏi em cứ xin cái bao tiền ở đâu? Đang xem ở đâu? Vâng vâng. Cứ ra hỏi thôi xem. Cho đi đâu đấy? À thế à? Ừ rồi đúng rồi. Còn mới mà. Con này là của bác nào đấy? Của anh à? Mấy đồng anh? Tí nữa hỏi nhé. Dùng nó móng nhỉ nhỉ? Không phải nhỉ? Dùng nó móng. Về làm với đôi với nhà cây nhà đẹp, cái này giống cái cây nhà thế. Cái này thì nó to hơn. Đẹp cây đẹp. Giấy này thì hôm trước bảo chụp rồi, không biết rồi. Bao nhiêu? 25 à? Thế còn cái si đây? 20. Được đấy. Bên này được. Bên này báo giá thì được. Yeah.
và chị mê cây lắm, nhưng mà cây nhỏ nhỏ đấy. À, lắm hôm ra đi sáng lẩn mẩn lắm. À. Sao mà để tìm được số xong mà gọi cây nó biết. À, thì em bảo mà. À, ra. Là chị chơi mà. Cùng mà. À, rồi đấy. Hỏi em con hồng cao kiểu cuối cùng. Cây gì đấy? Anh nhìn món gì? Cây xanh nhé, xanh thịt hoành. Cây kia sáu củ. Hả? Không chậu, không chậu. Uống nào nhỉ? Sao? Uống nào để chiếc xe không về cũng được. Bỏ chậu thì làm xe gì không? À, chậu đi đâu có tiền. À, giờ hơi nó lại giống Đài Loan đúng không? Ờ thì bỏ chậu thì nó giảm đi 2 triệu. Không, nó lại giống giống Đài Loan. Còn đi tà chết tiệt. Mấy con này cũng của anh à? Đúng rồi, của anh cả này. Xây nhỏ nhỏ nhỉ? 3.8 cái gần. Nhà mình chân không để được cây xanh này, cây xanh này ông ạ. Tầm đó là nhỏ đấy em. Cây xanh này nay nhìn lại hay hơn đấy nhỉ? Hả? Này đẹp hơn nhỉ? Quả. Quả to như con tay cái. Hôm trước là bảo là bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Cây nào tôi thấy 10 mấy triệu, 16 triệu. À, chúc mừng bác lấy rồi đấy. À, lấy rồi. Hôm nay có cái rình rành được. Chắc là triệu mấy? Chắc chuyện đầu tầm dưới 1.5 triệu. Không. Vậy đấy. Và cái cây đấy. Đấy, giả xe ô tô này. Này, đang cắt tỉa cây này. Ừ. Nghệ nhân Trương này. Người hâm mộ mọi miền Tổ quốc. Anh ngoảnh cái mặt vào màn hình to nhất cho anh Trương anh nhìn cái.